Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Đức Hải, Nguyễn Thị Diễn về tội mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại khoản 2 điều 203 Bộ luật hình sự. Theo cơ quan chức năng, năm 2018, Hải lúc này đang là cán bộ đội thuế Chi cục thuế Lộc Hà đã nhờ Phạm Thị Thùy Chi, trú tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, lập khống công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Tiến Phúc. Công an xác định công ty này không hoạt động sản xuất, mua bán hàng hóa, không có ban lãnh đạo điều hành, không có nhân viên làm việc, nhưng Hải vẫn liên hệ, in ấn 250 hóa đơn giá trị gia tăng và kê khai phát hành hóa đơn của công ty tại Chi cục thuế Lộc Hà. Hải sau đó thuê Nguyễn Thị Diễn làm kế toán để thực hiện bán hóa đơn giá trị gia tăng của công ty Tiến Phúc cho các cá nhân tổ chức trên địa bàn của tỉnh Hà Tĩnh. Tại cơ quan điều tra, Hải khai từ tháng 7 năm 2018 cho đến tháng 12 năm 2018, anh ta cùng Diễn đã bán 226 hóa đơn giá trị gia tăng của công ty Tiến Phúc với tổng trị giá khoảng 9,2 tỷ đồng, thu lợi gần 1 tỷ đồng.